Xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một mặt hàng mới, đó là mẫu kéo cắt cành Samurai của Nhật sản xuất. Thằng này là thuộc hãng Kazanwa Samurai Nhật, made in Japan nha anh em. Hàng này là hàng của Nhật, họ sản xuất để mà xuất khẩu, cho nên là ngoài sau này nó có ghi nhiều chữ của Anh, Ý, Nhật, đồ, Mỹ, đồ, Nga, đồ, tùm lum. Thì hàng này là hàng xuất khẩu. Thì mình mở ra mình review cho anh em xem. Thì nó thiết kế là bằng cán nhôm nghiêng khối. Lưỡi nó là lưỡi hộp thép, hộp kim, rất sắc bén. Lò xo ruột gà nó làm bằng inox, loại lò xo ruột gà bằng inox này nó có sự đàn hồi rất là cao nha anh em, và chống được rỉ sét nữa, nó rất khỏe, nó khỏe hơn so với cái loại lò xo ruột gà bằng thép đen. Nó may đi dắp băng. Thì cái phần lưỡi của nó nè, là nó được thiết kế là anh em có thể tháo ra để mở vệ sinh hoặc mài lưỡi khi mà lưỡi nó có cùng. Tổng chiều dài của nó thì 21 cm và nó nặng 250 g, rất đầm tay. Cái tay mình to lắm nhưng mà mình cầm vô là mình thấy nó cũng còn to ra nè, rất vừa tay. Cái phần lưỡi cắt này này rất là chuẩn nha anh em, cắt rất là ngọt, không bao giờ đỡ dâm. Thì mình sẽ test review qua cho anh em xem cái độ bén của nó. Đây là cái kéo mà mình xài mấy tháng rồi nè anh em, mình xài gia đình nhà mình á. Và đây cái mẫu cành cây của nó to cũng cỡ ngón tay cái mình á. Đó, bây giờ mình sẽ cắt test cho anh em xem. Anh em xem. Vết cắt không hề để dâm. Đó. Đây, rồi mình cắt cái phần to nhất. Phần này là nó to cỡ ngón tay trỏ của mình á, ngón tay của mình rất to. Nhưng mà mình cắt nó thấy rất là nhẹ nhàng, mình thấy cái đặc điểm của thằng kéo Samurai này nè. Khi cắt á nó trợ lực rất là nhiều nên mà mình cắt thấy nhẹ tay. Cái cành nó to như vậy mà mình cắt vô nó thấy rất là nhẹ nhàng. Đây anh em xem, cắt mẫu vết cắt không để dâm, chứng tỏ là họ thiết kế cái lưỡi này rất chuẩn, rất khít và sắc bén nên nó mới cắt không có để dâm. Thường thường những kéo mà không ngon á, cắt thì thường sẽ để dâm lại, thì chứng tỏ là cái phần mà họ làm chưa được chuẩn á. Thì ở đó là những hàng nhái, hàng trôi nổi, còn hàng mình hàng chuẩn Nhật, cho nên mình tự tin với anh em là anh em xài bao ngon. Đó, mình test lại một lần nữa anh em xem. Cắt chục nhát như chục, không có cái nhát nào đỡ dâm hết. Thì hàng này là mình bán cây kéo Samurai này, mình bán với giá là 350.000 cộng phí vận chuyển một cây. Xin nhắc lại là mình bán cây kéo Samurai này với giá là 350.000 cộng phí vận chuyển một cây. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Bên mình có nhận ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Đó. Hàng này bao anh em xài, nếu mà anh em nào xài mà cứ hay than phiền mà nói cắt chút xíu mà mẻ lưỡi thì mình sẽ đổi cây mới cho anh em, để mình khẳng định về cái chất lượng và cái uy tín bán hàng bên mình. Mình bán hàng chuẩn không à anh em, không có bán hàng tàu lao đâu. Nên anh em cứ yên tâm mua về sử dụng. Rồi, mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn anh em quan tâm, đã quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn.